Ok, cảm ơn anh em quay lại với chuyên mục giới thiệu các sản phẩm của bên em. Thì hôm nay bên em vừa hoàn thiện thêm được một cặp dòng máy lọc không khí và buồng thương hiệu Sharp. Model này là MKCB50, công suất 54W và nhau phòng tầm 20-35m2 anh em nhé. Giá bên em đang bán tại điểm này là 2.500.000 bao ship cho anh em. Ngoài ra máy còn được đổi nguồn 220V, thay vải buồng mới. Vải ở mình thay mới rồi, anh em đi sử dụng nhé. Đấy, màng HEPA mới, than zin tổ ong còn rất là đẹp luôn. Đấy, mình xin sơ lược qua cho anh em xem về độ hình thức, độ đẹp của hai em này. Thì cái vải buồng đây, vải zin nó chỉ bị một chút này, đáng nghĩa những shop khác vẫn phải giữ lại để bán được cho như anh em. Thế nhưng bên mình thì thay luôn. Bởi vì xin thưa với anh em là cái này thì các bạn lên thường xuyên kiểm tra cho mình, vì nó luôn tiếp xúc với cái nước và mỗi một lơi thì có cái hàm lượng nước, các cái thành phần khác nhau, thì về lâu về dài nó sẽ gây ra cái hiện tượng như này anh em nhé. Đấy, nó canxi nó cứng đơ này thì nó giảm khả năng thấm nước của cái vải này. Cái vải này khi hoạt động thì nó sẽ cái hồ nó quay này. Đấy, nước nó thấm vào trong, gió hút lên để nó buồm ở trong phòng, cho nên là cái này nó tiếp xúc với nước gần như 24/24. Ấy anh em để sẽ bị vôi hóa, cứng hóa, và đặc biệt là một số nó bị mùi chua rất là khó chịu. Đấy, nhiều khi anh em không biết tại sao có mùi chua đâu, mặc dù là giặt sạch sẽ góc của mạc thứ rồi, vệ sinh rồi, thì do cái này anh em nhé. Đấy, bên mình cũng thay luôn, thay thì 130k một cái màng lọc thôi nhé, còn guồng thì ra khác. Đấy, thay mới luôn anh em. Đấy, cái máy lọc không khí này thì nó quan trọng là cái phụ kiện ở cái màng lọc và hệ thống vải buồng này anh em nhé. Ok, em màu trắng đây, trắng tinh khôi luôn. Sơn là sơn zin anh em nhé, con nào sơn lại thì bên mình báo rõ công khai luôn cho anh em. Đấy, sơn lại là sơn lại, mà sơn zin là sơn zin. Thì dòng B50 nó giống hoàn toàn với dòng A50, nó chỉ khác một chút ở cái điểm là nó thêm cái cửa ngáp ở đây. Cửa ngáp kia bạn tắt đi đây, để đóng lại rồi để nó chắn bụi. Đấy, và bật lên thì nó mở lên. Đấy, còn mọi chiếu lăng nó giống nhau. Cả hai em này thì đều vào đời 2013. Các dòng này thì mình cũng giới thiệu rất nhiều rồi, mình quay chậm để cho anh em xem được cái độ mới thôi. Hai anh em đúng là song sinh, chỉ khác màu, đều 2013 nhé. Màng HEPA thì màng HEPA mới này, màng zin rất đẹp. Những cái dòng đời dòng B nhé trở lên thì tất cả các màng than đều là dòng màng than tổ ong, thì cho hiệu quả rất là tốt. Còn đời than trước là dòng than gấp anh em nhé. Đấy, thì máy mình đã đổi nguồn 220V bằng nguồn xuyên ngắn trong rồi, nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng không hệ thống giảm điện. Dòng B50 này cũng giống dòng A50 thôi, nó sẽ trang bị một cảm biến bẩn, một cảm biến độ ẩm, đèn là đèn cảnh báo hết nước anh em nhé, nó nháy màu đỏ này. Đấy. Ngoài ra thì dòng B50 còn thêm một cái đèn cảnh báo này, ví dụ ẩm thấp quá này, đấy là nó báo ở đây anh em nhé, nó báo đỏ ở đây cho anh em. Bật tắt ở đây đi. Đấy, thì cách thức sử dụng thì lướt qua cho anh em thôi. Dòng Sharp thì hoàn toàn sử dụng giống nhau rồi. Bao giờ ở giữa là ba cái phím bấm chính, chức năng ở giữa này là gồm chức năng lọc không khí và buồng. Nha. Chức năng bên trái là chức năng là không khí không, cho nên các bạn dùng cho thời tiết mà mùa hanh khô à mùa lồm ấy thì bạn cần lọc không thôi, không cần buồm, thì bạn ấn đây cho mình. Ở chức năng bên phải đây là chức năng tăng tốc, là chức năng gọi turbo mạnh nhất ấy, để lọc nhanh anh em nhá. Đấy, thì các bạn cứ để chế độ giữa này là xong. Thì bên đây là chế độ menu, thì để cho mình chế độ auto là chế độ tiên đây. Thì khi mà không khí sạch thì sẽ chạy chậm, mà không khí bẩn thì sẽ chạy mạnh. Đây, mình test cảm biến cho anh em, như đang làm bụi đi này. Đấy, đổi màu ngay. Thì máy tự động tăng tốc lọc nhanh lên. Khi mà không khí sạch rồi thì máy sẽ chạy chậm lại anh em nhé. Ngoài ra bạn có thể chọn tùy chỉnh ở đây, là chế độ mạnh nhất này, vừa này, trung bình này, chế độ này, chế độ yên lặng này. Đấy, cái đèn auto cho mình ok. Đấy, đây là cái đèn hẹn giờ nhé, còn muốn mấy giờ hẹn đây cho mình. Hẹn được 8 giờ nhé. Ấn về không là tắt. Ở đây là chức năng đèn sáng. Bạn muốn ánh sáng của mình đỡ ảnh hưởng giấc ngủ thì bạn bật đây cho mình nhé.
Đây là cái đèn hiển thị độ C này, 17 độ C này, công suất này. Đấy, ok. Đấy, đây là cái ion ở đây, cái ion này là công nghệ bản quyền của thằng Sharp rồi. Các bạn không thể nhìn được, các bạn chỉ nghe được cái bộ đánh ion thôi. Chứ các bạn ghé tai ở đây, bạn nghe cho mình cái tiếng đánh lửa dạng như là tiếng đánh lửa của bếp ga tẹt 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 đấy. Nếu mà bạn nghe tiếng đánh lửa đấy thì là cái bộ ion của bạn vẫn hoạt động ok anh em nhé. Đấy thì hai em này cách thức hoạt động hoàn toàn giống nhau, nó chỉ khác màu. Thì mình cũng chia sẻ với anh em là anh em đi mua các dòng máy lọc không khí này thì cái điều quan trọng các bạn lên thường lên hỏi các shop bán và cũng lên kiểm tra ở nhà mình, đó là cái hệ thống màng lọc HEPA sau. Cái này nó là cái con tim của cái màng lọc này, là cái, như bộ lão ấy. Tức là nó chức năng chính sạch bẩn là do ba cái màng lọc này. Đầu tiên cái màng thô ở ngoài anh em nhé, sau đến cái màng lọc HEPA này, chức năng nó sẽ lọc bụi. Cái sau màng HEPA đến màng lọc than là nó lọc để mà không khí được đi đây và thổi trên đây. Đấy, thì các bạn phải thường xuyên kiểm tra cho mình cái màng lọc này, chu trình một tầm một tháng các bạn phải vệ sinh một lần nhé. Đấy, khi mà nó bị đổi màu, nó có mùi hôi khó chịu, các bạn nên thay. Chi phí không bao nhiêu, màng lọc này 200.000, cái màng than 200.000. Đấy, có cái mài bù ẩm đấy 130.000 thôi anh em nhé. Tất cả các cái hệ thống cảm biến thì bên mình đã test hoàn hảo rồi anh em, thay mới hết rồi, các bác yên tâm sử dụng thôi. Đấy, và giá bên em bán là 2.500.000 bao ship cho anh em. Phí ship dòng này nó khoảng tầm 150k đến tận nhà rồi, vì cái đóng hộp vào nó tầm hơn chục kg đấy. Các bạn trừ chi phí ship đi này, trừ màng HEPA mới này, trừ vài ủ ẩm này, trừ hệ thống cảm biến này, trừ đổi nguồn đi, thì giá trị thực tế của các em này nó rơi vào tầm 1.9-2 triệu thôi anh em nhé. Đấy, các bạn này hãy cân đối, vì những phụ kiện lắp vào nó quyết định đến chất lượng của sản phẩm và giá thành sản phẩm. Ok, mình Hiển Hải Phòng, số điện thoại liên hệ là 0979 665 264. Ok, xin chào anh em vào những video sau.